Thưa quý vị, từ cuối tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn đã làm 375 trên 610 hồ chứa đầy nước, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, hàng trăm nhà dân bị ngập nước, hàng nghìn hecta lúa mùa và hoa màu bị ngập úng, gây thiệt hại nặng cho bà con nông dân. Các địa phương đang khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tại xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, có 40 nhà dân ở 3 thôn bị ngập lụt. Thì khu vực này là khu vực ấy, nhưng mà hiện nay là đã ngập lụt hết. Cái mong muốn của bà con nhân dân Vạn Hòa chúng tôi là mong muốn cái thứ nhất là cái nào đó là giảm được cái môi trường phía trên xuống hạ phía trên là rải xuống cái khu vực của chúng tôi ở đây, và cái thứ hai là ngay chỗ chúng tôi đứng đây là chúng tôi cũng rất mong muốn là được làm thế nào đó để nâng cấp cái đường để lên, và hiện tại trước mặt chúng tôi là đây là có cái cầu, và mong muốn là nhân dân Vạn Hòa mong muốn là ở cấp trên là cố gắng là nâng cấp cái đường này lên để cho ít bị ngập lụt, nhân dân đỡ khổ. Từ hôm đến nay là 3-4 lần là cũng cứ ngập nước cứ liên tục như thế này. Lần này là to hơn 3-4 lần trước. Còn tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn đã làm ngập lụt, chia cắt 20 hộ dân, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các trường học, nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Cho đó là mưa lớn cho nên là nước dâng lên rất là nhanh. Và hiện tại thì tôi đang đứng ở Ủy ban nhân dân xã Vạn Thiện, nước đã ngập vào sân của Ủy ban nhân dân khoảng tầm là 3-40 phần nước. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến nay tỉnh này có 132 nhà dân bị ngập nước, 26 hộ phải sơ tán, hơn 1.460 hecta lúa, 726 hecta hoa màu và hơn 211 hecta mía, 887 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập nước. Mưa lũ cũng đã làm 23 vị trí đường giao thông bị sạt ta luy, 5 vị trí gây tắc đường trên tuyến đường tuần tra biên giới.